Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Linh Andy đây. Và trong video này thì chúng ta lại tiếp tục đi Mega Pokemon các bạn nhé. Wow, mấy hôm nay tình hình Covid riếc, nói giọng riếc như kiểu là thằng bị dở hơi ấy. Rồi, ok, thì các bạn có thể thấy là mình đã chuẩn bị được mấy phôi ở đây rồi. Thì phôi thì có 3 em gọi là 6 sao. Còn cái em Groudon này của mình thì nâng lên 7 sao rồi. Bởi vì bây giờ ấy, cái lượng là Ditocam với các thứ của mình kiếm cũng khá là nhiều, cho nên chả tội gì mà nâng sao lên 7 sao để đi Mega, tỷ lệ thành công nó cao hơn, nó trên 60%. Thì Mega nó sẽ tiết kiệm nguyên liệu gọi là mảnh SSR hơn, bởi vì về sau thì mảnh SSR thì khó kiếm hơn. Còn đâu mấy cái con này thì triệu hồi ở trong quay su màu thì rất là nhiều. Đấy, mình đã nâng được hai em Groudon lên 7 sao luôn rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi gọi là Mega các bạn nhé, để xem cái tỷ lệ thành công 60 mấy phần trăm này thì nó có ok hơn không. Úi, đây, Groudon. Yo, hiện tại thì mình đang có 3 cái Keystone. Đấy, chưa bỏ vào là nó đã là 30% rồi. Đấy, cho thêm 3 Keystone nữa là 39 này. Chọn Pokemon tham khảo thì đây. Đấy, tổng cộng nó được 63% tỷ lệ thành công các bạn nhé. Hy vọng rằng là cái tỷ lệ trên 60% này thì cứ Mega một phát là được luôn thì ngon quá. Tiết kiệm được bao nhiêu nguyên liệu, chứ còn nó mà mất thì gọi là trắng tay luôn các bạn. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? 3 em 6 sao thì nay thì chết dở. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau phát đầu tiên nhá. Let's go! Thành công không? Ui, ngon! May quá các bạn ơi. Ồ, không đột biến các bạn nhá. 6% tỷ lệ đột biến thôi, cho nên là nó cũng không đột biến là điều bình thường mà. Rồi, một em. Như vậy là mình đã có thêm một em phôi nữa rồi. Đấy, có thêm một em nữa là tổng cộng đang là 4 em rồi. À đâu, 3 em chứ, một em Mewtwo X thì không tính. Có 3 em làm phôi rồi, còn thiếu tận 7 em nữa. Wow, căng thẳng phết các bạn ạ. Rồi, về tiếp tục em thứ hai Groudon nhá. Nhưng mà em thứ hai cái tỷ lệ thành công không biết là bao nhiêu, bởi vì là hết mất phôi SR 6 sao rồi, chỉ còn lại bọn 5 sao lắt nhắt thôi. Nhưng mà mình vẫn phải đi ghép thêm gọi là Keystone đã. Đâu rồi, Groudon đâu? Tìm hoài không thấy ạ. Đâu đâu đâu, Necromazin Gate này, ôi Mewtwo X này. Quá, Dianga, Urshifu, CDS. Đâu rồi? Quá, sao không có kỳ ta? Để xem là mình có bao nhiêu mảnh Groudon rồi ta. Vào trong túi và xem nào. Đó, mảnh Pokemon. Mảnh đâu rồi, Groudon hiện tại thì không thể có mảnh nào luôn các bạn ơi. Ghép hết mất rồi còn đâu. Thế thì bây giờ mình sẽ sử dụng gọi là dương SSR các bạn nhé. Kiếm đúng 30 mảnh luôn. Sau đó thì chúng ta sẽ đi ghép thôi. Lại mất thêm một ít kim cương thì mình tiêu còn 16k thôi. Do là cái tính năng loạn đấu siêu cấp ấy, mình cũng không chơi nhiều cho nên là cũng không có kim cương đâu. Nên là các bạn thông cảm nhé. Ok, ghép luôn. Rồi, Keystone của mình còn tận 40 viên nữa cơ. Thế này tha hồ Mega nhỉ. Để xem lát nữa có thể Mega được em gì nữa không. Ok, bây giờ cứ phải vô vào em Groudon cái đã. Nếu tí nữa thừa phôi tài nguyên nguyên liệu thì lại tiếp tục đi Mega nữa. Nhưng mà nếu như mà mình Mega mấy em mà nghiên cứu 2, nghiên cứu 3, nghiên cứu 4 ấy, tốn kim cường lắm. Cho nên là cứ quất vào mấy em này thôi. Đây, tỷ lệ này là chắc là 61 này nếu không nhầm. Ui, được có 59 nữa ạ. 59, bởi vì là có mỗi một em flat. Càng đấy. Có khi nào mình lại dùng phôi đều để mình mồi. Tỷ lệ 59 này nguy hiểm lắm các bạn ơi. 1 này, 2 này. Mồi thế này thì hơi tốn mảnh nhá. 45%. Thôi, mồi đi chứ còn 59% thì cũng hơi nghi. Nếu như phát này mà thành công luôn thì hên. Còn nếu xịt thì chỉ mất phôi 3 sao các bạn nhé. Thì nó sẽ đỡ hơn. 45%. Sáng sử dụng. Lên không? Ui, thất bại rồi. Thất bại thì biết làm sao bây giờ. Như vậy là mình biết ngay mà. Vẫn phải mồi thôi. Bởi vì là hết mất phôi ấy, tỷ lệ dưới 60% thì khó cực kỳ luôn. Cho nên là đã chót đặt cái tiêu đề là Mega liên hoàn rồi. Thế thì chúng ta phải gọi là Mega liên hoàn thôi. Phải mồi phát đấy thôi. Chứ còn nếu như mà không vội thì chúng ta hoàn toàn có thể là tích lũy thêm tài nguyên nguyên liệu. Chắc phải mất vài ba hôm. Nhưng không sao, mình sẽ chơi lớn luôn phát này luôn. 30 mảnh SR nữa ra đi các bạn nhé. Ok, ăn chơi sợ gì mưa rơi đâu các bạn. Rồi, tiếp tục phát nữa nào. Ghép
bây giờ quay trở về nhà để ghép gọi là đá tiến hóa cho Brown thôi. Mình ăn ạ. Tiếp tục mắc luôn. Ok, như vậy là chỉ còn đúng 10 keystone nữa thôi. Tình hình mega như thế này thì chết rồi. Bố nào mà mega đen thì đúng là còn cái nịt thật sự luôn. Ok, tiếp tục Crowden. 1, 2, 3, 64% rồi. 1, 2, 3, 81% thành công nhé. Hy vọng rằng nó sẽ thành công các bạn ơi. Bắt đầu nghiên cứu, sao anh dùng? Lên đi, ngon, đột biến không? Đột biến không? Không đột biến các bạn ơi. Mình chưa mega được phát nào mà 6% tỷ lệ đột biến mà nó đột biến luôn đâu các bạn nhé. Cay thật sự luôn đấy. Các bố cứ khoe mãi trên group nhưng mình chưa được một phát nào luôn. And my view để xem thế nào. Như vậy là đã có hai âm Brown rồi đấy. Dù sao thì mega nghiên cứu một nó cũng dễ dàng hơn đúng không các bạn. Ở trong túi của mình đây thì còn có mảnh Kyogre này, thì chắc chắn là mình sẽ tiến tới lại tiếp tục mega Kyogre thôi. Bởi vì cứ lựa chọn những em Mapet nào ở nghiên cứu 1 Mega thì nó rất tốn kém. Chứ còn Solgaleo nhiều phết đấy. Nhưng mà nếu như Mega Solgaleo nghiên cứu 5 thì lúc chúng ta ghép Keystone thì tốn kim cương quá, cho nên là mình hơi sót. Nên là mình cứ Mega hết nghiên cứu 1 đã. Nếu như thật sự là không còn em nào nữa thì chúng ta mới phải Mega sang nghiên cứu 2 và nghiên cứu 5 các bạn ơi. Đó, hy vọng rằng là chỉ một thời gian ngắn nữa thôi thì mình có thể đưa được em Mewtwo X lên được gọi là 17 sao. Ui ôi, căng thẳng phết, hành trình gian nan vất vả ghê đấy. Và hiện tại thì cũng có một số bạn gửi ác qua cho mình review. Nhưng mà bởi vì là mình đang bị bận Covid quá, bị Covid nó yêu nó vẫn chưa tha các bạn ạ. Nay vẫn dương tính, cay thật sự luôn. Đấy, mất hết cả tiếng rồi. Cho nên là mình sẽ hẹn các bạn là khi nào mà khỏe khỏe thêm một chút thì mình sẽ review cho các bạn cho nó gọi là nhiệt huyết nhé. Chứ còn tầm này nói này thì bình luận cái gì được cho đời. Đó, bây giờ thì chúng ta chăm chỉ đi mê cung thôi. Hiện tại thì khi chúng ta đi mê cung ở level này thì kiếm được khá là nhiều đá keystone các bạn. Ở những em pet bình thường thì chúng ta đánh hoàn toàn có thể nhận được keystone. Ví dụ như hai này thì không này. Nhưng mà lát nữa lên thì chúng ta có thể thấy là ngoài ra ở cái phần hành trình vô địch, nếu như ở tầm này bạn nào đến đánh hành trình vô địch rồi ấy, thì không kiếm được nhiều keystone nữa, đã chót lên rồi ấy, thì mỗi một ngày chỉ được 5 viên thôi. Tuy nhiên bù lại thì ở trong cái phần mê cung này chúng ta có thể kiếm được nhiều này. Đó, ở trong mê cung này chúng ta cũng có thể kiếm được kha khá đấy. Ngày đâu đó cũng phải được tầm hơn chục viên. Nếu như chăm chỉ đánh gọi là bạn nào mà nạp thẻ tuần ấy, mà đánh trận mở rộng nữa thì sẽ kiếm được nhiều hơn nữa. Còn quan trọng là các bạn có đủ gọi là em pet phôi các kiểu để mega hay không thôi. Mà mega bây giờ ấy, thì chúng ta phải kiếm nhiều phôi SR vào. Cho nên là các bạn phải tích.
có 70, tức là được một nửa. Đây, và quay trở lại chỗ câu cá cho các bạn xem. Mỗi câu thì mình cũng đang tích rồi, chờ cố gắng đến ngày nào nó x2 mua thể lực thì chắc chắn là chúng ta sẽ có một câu x2 luôn, thì cái tỷ lệ câu được rất là nhiều đó. Ok rồi, còn cái video này của mình đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.